đây cho anh em tham hồ và view chiêu theo gia đình nhà rất là sôi động này với các loan gầu nhìn. Chỉ mong em sẽ chọn đôi người làm được là như thế. Bởi em đó anh cũng rất buồn vì mình đành đương nhiên. Và xin em hãy nhớ lấy thằng này đây. Mình đã có nhau như vậy. Đợi sau này đã trông thấy nhau. Xin sẽ luôn hoàn thành lời. Và cuộc đời anh không tham cho bản thân mình vì đại thất. Một người đã đồng như anh làm tâm như một đứa trẻ. Buồn biết sao đợi khi anh trong lớn. Để giới qua mình sẵn sớm bên anh. Vì sao tôi lại đã cấm nó sẽ vì mày là CBLG 4000 với phiên bản loa cây bát 30. Em đang để êm căng đi nhé. Thì em mời mày quay sang bên này. Bên này là sẽ bỏ êm căng lên này. Đối với căn này bỏ êm căng ra thì nó rất là đẹp và sang trọng. Bởi vì tất cả những cái con bát, con tép, con chung đều được trang bị thêm cái màu vàng gold. Và phiên bản này là cũng không có thể đặt mắc lên được tới đặt từ con bát 30 đánh rất uy lực mạnh mẽ. Nó có thể đặt mắc lên được tới 7W để chúng ta có thể hát karaoke với những bản nhạc cực kỳ sôi động như bạn này em hát đấy. Tiếp nào. Tiếp nữa là một con đẩy X7 DAC, con đẩy công nghệ mới hiện nay nó đem lại trải nghiệm tuyệt vời và đặc biệt là ghép với cái cấu hình này nó khai thác rất là tốt về cái hiệu năng hát karaoke và có cả tính năng nghe nhạc nhé. Không thiếu được món quà đi kèm đó là một bộ mic không dây, một bộ mic không dây tặng kèm bộ combo này cũng như là một cái đèn nháy mà vừa rồi em có tắt một khoảng 2 phút em tắt điện đi đấy, chiêu theo giai điệu nhạc rất là sảng khoái như những cái bản nhạc sôi động kết hợp với những cái đèn nháy. Này. Ok, tổng bộ này thì em sẽ có cái giá công khai trên tiêu đề và để lại ở dưới phần mô tả. Các em có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua một trong hai số hotline, đó là 0963889192 và 0965503357. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.